chặng đường của các con, họ sẽ là người có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Và khoảnh khắc ngày hôm nay là khoảnh khắc các con trưởng thành sẽ dành để tri ân tới ba mẹ của mình. Một vài phút thôi, chúng ta ngồi, chúng ta suy ngẫm lại xem trong thời gian vừa qua, mình với vai trò là một người con, mình đã thể hiện sự yêu thương, sự quan tâm như thế nào với bố mẹ của mình. Và liệu rằng trong buổi ngày hôm nay, các bạn ngồi đây, các bạn có xứng đáng với những gì mà bố mẹ đã hy sinh, bố mẹ đã nỗ lực, cố gắng để các bạn chúng ta có ngày hôm nay hay không? Cái cảm xúc của tôi ngày hôm nay rất là xúc động khi được dự cái buổi lễ tri ân của các con ngày hôm nay. Xúc động nhất là lúc mà các con lên ôm các thầy cô trên sân khấu, tôi ngồi ở dưới nhưng tôi không cầm được nước mắt. Khoảnh khắc mà xúc động nhất là khi thầy nói về mẹ và khi lên ôm cô giáo nói lời yêu thương với cô giáo. Lúc đấy em chỉ nghĩ đến là cảm ơn cô, biết ơn cô vì trong suốt 4 năm qua các cô đã luôn đồng hành cùng chúng em, đã dạy chúng em những bài học hay. Và để có ngày hôm nay thì em phải cảm ơn cô Nguyễn Thị Hồng, hiệu trưởng nhà trường đã tạo cho chúng em một buổi tri ân và một buổi lễ trưởng thành thật xuất sắc và để lại trong em rất nhiều kỷ niệm cho 10, 20 năm sau, 30 năm về sau nhìn lại và thấy khoảnh khắc đáng nhớ lại ạ. Hôm nay có nghĩa là ngày cuối cùng tất cả bọn học sinh khối 9 chúng em được đặt chân ở đây, thì em thay mặt các bạn cũng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến các cô, và em mong các bạn khối 9 đây sẽ nỗ lực cố gắng và chiến thắng với ước mơ chinh phục vào mái trường trung học phổ thông. Các bạn học sinh khối 9 thân mến, có lẽ trong những ngày tháng năm này có không ít bạn mong thời gian trôi đi chậm hơn, mong tháng năm kéo dài hơn để đến được gặp thầy cô, bạn bè. Vậy mà hôm nay đã đến lúc phải tạm biệt mái trường, thầy cô và bạn bè. Chúng ta sẽ mang theo hành trang ký ức nơi đây, lớp học thân quen, ghế đá, hành lang, mùa phượng nở thắp sáng những khát khao và gương mặt thân thương của thầy cô, bạn bè. Chúng ta sẽ cất giấu vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình, nơi ấy mang tên Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Văn Giang yêu dấu. Xin cất giữ trong tim những hình ảnh đáng yêu nhất, những khoảnh khắc hồn nhiên nhất của tuổi học trò để ta vững tâm bước vào tương lai. Điều đặc biệt, chúng ta cần trang bị đủ kiến thức, tự tin, chinh phục kỳ thi vào 10 sắp tới. Chúc các bạn sẽ thực hiện được những ước mơ của mình. Có thể chúng ta không phải là những người giỏi nhất, nhưng hãy là những người cố gắng cao nhất để sau này, khi có dịp về trường, chúng ta cùng tự hào báo cáo những thành tích đạt được với thầy cô yêu quý của mình. Thầy cô kính yêu ơi, trong 4 năm qua, không biết bao lần, những đứa học trò vô tâm đã làm thầy cô phải phiền lòng. Chúng em cúi đầu xin thầy cô tha thứ. Chúng em xin cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng chúng em, cho chúng em được tình yêu thương vô giá và hơn hết là một vòng tay rộng mở lúc chúng em cần. Chúng em biết tri ân điều ấy, cảm ơn thầy cô và cha mẹ rất nhiều. Đây là cái áo Livut của em, nó chứa rất nhiều kỷ niệm đối với các bạn gắn bó với em trong 4 năm học. Và đây là những tình cảm của các bạn đã dành cho em, và em sẽ ghi nhận và luôn nhớ đến những cái kỷ niệm đẹp này. Trong đây có rất nhiều thông điệp và em thấy thích nhất là thông điệp chúc bạn đỗ nguyện vọng 1 và chúc bạn thành công trong cuộc sống, rồi rất nhiều cái ý nghĩa khác. Rất cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã dành tình cảm sâu sắc nhất đối với mình. Các em là ngọn lửa giúp cô thắp sáng lòng yêu nghề, yêu người. Hôm nay
các em đã trưởng thành. Nhưng cô tin rằng trên con đường sắp tới các em đi, dù có gặp nhiều khó khăn thách thức, các em sẽ luôn cố gắng, tự tin hết mình. Cô tin rằng các em đã trở thành những người công dân có ích cho xã hội, những người con sống có trách nhiệm, sống biết yêu thương, phải đứng vững và đi trên chính đôi chân của mình. Như vậy thì dù các em có đi đâu, có về đâu, chân cũng cứng và đá cũng phải mềm. Các em hãy luôn nhớ về nơi đây, các em nhé. Thầy cô luôn dõi theo hành trình bước vào đời của các em. Một người mặc dù mới về trường thôi, nhưng bằng tình yêu, bằng sự kinh nghiệm của mình, cô cũng đã tạo nên được những dấu ấn rất ý nghĩa ở tại trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Giang. Và theo các bạn, trong một năm vừa qua, có thầy cô nào mới trở về trường mình và đã để lại những dấu ấn rất đặc biệt ở tại trường mình? Các bạn có biết là thầy cô nào không ạ? Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu cô Nguyễn Thị Hồng là hiệu trưởng nhà trường sẽ có những lời chia sẻ tâm sự trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô. Vậy là các con đã đi hết chặng đường trung học cơ sở, đã hoàn thành thêm một cấp học để bước sang chặng đường hoàn toàn mới, sẽ xa rời nơi đây để cất cánh với những ước mơ đẹp đẽ của mình. 4 năm học đong đầy kỷ niệm, đong đầy ân tình với thầy cô, bạn bè, mái trường. 4 năm qua, bên sự dìu dắt của thầy cô, sự chăm lo của gia đình, sự giúp đỡ của bạn bè, các con đã rất nỗ lực để khôn lớn và trưởng thành. 4 năm trôi qua, có biết bao chuyện buồn vui, bao điều đáng nhớ, có những thành công và có cả những lo lắng thất vọng, có những nụ cười và có những giọt nước mắt ân hận khi nhận ra sai lầm. Tất cả những thứ đó đều hết sức ý nghĩa, chúng cho ta những bài học để trưởng thành. Tôi xin chúc mừng các bậc cha mẹ ngày hôm nay được chứng kiến sự trưởng thành của các con. Những hạt giống do chính chúng ta gieo trồng, tưới tẩm và đặt vào đó nhiều hy vọng. Tôi cũng muốn gửi lời biết ơn đến quý vị phụ huynh đã đồng hành cùng nhà trường trong suốt 4 năm qua với cùng mục tiêu mong con của chúng ta trưởng thành trong hạnh phúc. Thầy cô tin tưởng rằng với những gì đã có được ở nơi đây, các con chắc chắn sẽ trở thành người có ích, biết yêu thương và trân trọng bản thân, biết giúp đỡ người khác, biết vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Công ơn này chẳng biết lấy gì đền đáp. Cho phép chúng tôi, những người làm cha làm mẹ, xin được khắc sâu mãi mãi. Xin cảm tạ quý thầy cô. Thank you.